Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này Như được anh Phin gửi lại cho Như. Và chính bản thân của anh Phin đã trải qua một sự việc rất là kinh dị khi anh đi tới và thuê một cái chỗ nhà nghỉ này. Cái chỗ nhà nghỉ mà anh thuê á, thì nó không hề có bất cứ một vấn đề gì cả. Chỉ có điều là ở cạnh bên cái nhà nghỉ đó có một ngôi mộ. Anh đã xảy ra vấn đề với cái ngôi mộ đó. Lần này là anh Phin cùng với anh Cường, hai người đi chung một chiếc xe sang ở bên Vĩnh Long á. Bởi vì có anh thằng bạn bên bển, nó rủ sang bên bển chơi cho biết. Hai anh cũng đi xe máy qua. Mà nhà của cái người bạn kia thì hơi nhỏ, rồi có đàn bà phụ nữ này kia nữa. Nên mấy anh ngại không có ở chung trong nhà đâu. Mà mấy anh mới đi ra một cái chỗ nhà nghỉ ở gần đó để thuê. Chỗ nhà nghỉ này là thuộc khu vực của huyện. Đường xá xe cộ chạy qua chạy lại nhưng mà không phải là quá đông đúc đâu. Trong khu vực của nhà nghỉ này đã xây lên hàng rào bao bên ngoài rồi. Ở cạnh bên phải của cái chỗ nhà nghỉ đó thì có một cái ngôi mộ. Ngôi mộ không phải là nằm sát với chỗ mé đường đâu, mà nằm xê vô độ chừng 5-60 mét. Ở phía trước là cây cỏ mọc lên cũng tùm dữ lắm. Nếu mà từ ở ngoài nhìn vô không để ý sẽ không có thấy cái ngôi mộ này đâu. Còn ở phía trong nữa là ruộng đồng cây cối thôi, chứ không hề có nhà dân nào ở trong rỗng cả. Lúc mà hai anh tới chỗ nhà nghỉ, sau khi cất đồ đạc, tắm rửa xong là khoảng 7 giờ mấy tối. Hai anh chạy ra ngoài thì vừa mới chạy tới ở trước cổng nhà nghỉ. Anh Cường đi chung với anh Phin, anh mới kêu: "Phin ơi, Phin ơi, mày đợi tao chút xíu, để tao vô, tao lấy cái điện thoại, quên điện thoại rồi." Nói xong, anh Phin dừng xe lại để cho anh Cường chạy vô lấy. Anh Phin thì ngồi ở trên xe và ngồi ở trước cổng của chỗ nhà nghỉ. Nhưng không phải là dừng ở trước ngay cổng đâu, xéo xéo qua một chút xíu. Thì ngay chỗ này là khu vực đối diện với cái ngôi mộ đó. Trong lúc anh đang ngồi đi bấm điện thoại để chờ thằng bạn của mình nó vô lấy đồ, anh giật mình khi nghe thấy cái giọng lãnh lót của một cái cô gái mà nghe ngọt ngào dữ lắm. Anh Phin nghe như vậy nè: "Dạ, anh gì ơi." Khi nghe kêu, lập tức anh ngóc đầu nhìn vào cái hướng bên trong. Bởi vì anh nghe thấy tiếng kêu nó phát ra từ mé trong cái lùm cỏ này nè. Anh thấy có một cô gái đang đi ra. Trên người cổ thì mặc một cái bộ đồ bà ba, nhìn cũng xinh đẹp và hiền diệu dữ lắm. Cô này cổ rất là xinh xắn luôn. Tóc của cổ đen dài ống ả, cổ để lại hai cái chùm ở phía trước giống như là như để nè. Nhìn cổ ăn mặc theo kiểu giản dị thôi nhưng rất là đẹp. Cổ đi ra cũng mới kêu: "À, anh gì ơi." Còn về phần của anh Phin thì anh giật mình do thấy cô gái này cố đi từ trong lùm cây ra, làm mình hú hồn hú dí hết trơn. Anh Phin ảnh mới hỏi lại: "Ôi trời ơi, em làm anh hết hồn, sao mà từ trong trỏng em đi ra vậy?" Cô gái nó cũ nói: "Dạ, tại nhà của em ở trong này nè." Anh Phin ảnh lo nhìn cô gái xinh đẹp quá. Tới chừng cổ kêu anh một lần nữa thì anh mới giật mình. Anh hỏi cổ: "Ờ mà em kêu anh có gì không?" "Dạ, anh cho em đi nhờ lên trên trung tâm được không anh?" Cổ nói với anh vậy đó, thì anh mới trả lời, anh nói: "Không được quá em, tại vì anh còn chở thằng bạn nữa, mà hai đứa anh có một chiếc xe à. Bộ em có việc gấp lên trên trển hả?" Trong lúc đang nói chuyện tới đây thì anh Cường anh đã lấy đồ xong rồi và anh chạy ra, anh kêu: "Phin ơi Phin, tối rồi nè, thôi lên đường đi lẹ lẹ đi để tụi nó chờ mày ơi." Anh Cường khi mà anh đi tới lên, trời ơi, anh phóng lên trên xe cái ịch luôn. Anh Phin quay qua thì cô gái lúc nãy đã không có còn nữa rồi. Anh Cường mới vỗ lên trên vai của anh Phin, anh hỏi: "Ủa Phin ơi, nãy tao nghe mày nói chuyện với ai vậy Phin?" Anh Phin anh nói: "Hồi nãy có một cái con bé xinh xinh đứng kế bên cạnh tao, bộ mày cũng thấy hả?" Anh Cường anh nói: "Không, tao thấy ai đâu, tao thấy mày, mày đứng tay mày bấm điện thoại nè, mà mày quay qua, mày như nói chuyện với ma, thấy ghê lắm."
Anh Phiên cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ là lúc thằng bạn của mình ra. Rồi ngay lúc đó cô gái đó cũng di chuyển đi chỗ khác, nên thằng bạn mình không có thấy cái cô gái xinh đẹp đó thôi. Anh Phiên mới lên ga chạy. Anh chạy được một khúc rồi, nhìn vào ở trong cái kính chiếu hậu á, anh vẫn thấy bóng dáng của cái cô gái đúng đó, mà cổ đang đi bộ cũng cùng hướng với anh luôn. Anh mới chỉ vô trong kính chiếu hậu, chỉ anh Cường. Cường Cường, mày thấy không? Đó đó, cái em mà hồi nãy tao đứng tao nói chuyện á, trời ơi xinh lắm mày ơi, gái Vĩnh Long á, tao nói mày nó đẹp một cái ha. Anh Phiên khen không ngớt lời, thì anh Cường anh quay cái đầu hẳn lại phía sau, do ảnh đâu có thấy được cái kính chiếu hậu phía trước đâu. Anh Cường hỏi, đâu mày, sao tao không thấy ai trơn vậy? Anh Phiên thì vẫn còn nhìn thấy cái cô gái đó, cô đứng ở gần gần với cổng nhà nghỉ đó. Nhưng chỉ mấy lần thì anh Cường anh không thấy, anh mới nói, thôi mệt quá mày ơi, mày giả bộ, mày thấy tao mày gái, mày nói tao vậy. Giỡn qua mấy câu, hai anh cũng đi chơi với bạn xong rồi, tới cái lúc về. Khi mà đi về cũng không có nhậu nhẹt gì hết nghe, do chạy xe, chủ yếu đi là uống cà phê rồi đi ăn đi uống thôi. Chạy về gần ở trước cái chỗ nhà nghỉ này, anh lại nhìn thấy cái cô gái kia, cô đi cặp ở trong mấy lề đường á. Và dường như cô nhận ra anh, cô thấy anh cái cổ cười mỉm mỉm, rồi cổ còn cúi đầu, cô gật nhẹ nhẹ như là cố chào anh. Ở bên đây, anh Phi nó cũng gật đầu chào lại, rồi anh mới chạy in thẳng vào trong cái chỗ nhà nghỉ luôn. Sau khi chạy xe vô trong khuôn viên của cái chỗ nhà nghỉ rồi, anh Phiên đá chống xuống nói cho anh Cường. Ê Cường, mày thấy không? Cái em mà tao nói mày đó, trời xinh quá trời xinh luôn. Anh Cường nghe vậy, anh hỏi, đâu? Nhỏ nào? Anh chỉ ra ở ngoài phía cổng của chỗ nhà nghỉ á. Anh Cường anh không nói không rằng gì trơn, anh chạy te rẹt một mạch ra ở trước chỗ nhà nghỉ. Và anh nhìn, ngoái đầu tới lui nhưng không thấy gì cả, anh mới đi vô. Vừa vô á, anh vừa trách anh Phiên. Phiên, mày ghẹo tao nữa phải không? Sao tao ra tao đâu thấy ai đâu mày. Mà gần gần đây ở kế bên có mấy cái chỗ trải cưa trải mọc gì nè, chứ làm gì mà có ai đẹp đâu. Tao nhìn tao có thấy đâu, mày ghẹo tao hoài nha. Anh Phiên cứ nghĩ là lúc đó anh Cường ra không đúng lúc, lại không gặp cô gái xinh đẹp đó rồi. Rồi xong hai người cũng đi vô trong phòng. Về á, thay đồ xong hết rồi, nằm ở trong cái chỗ nhà nghỉ này. Anh Cường thì anh đi vệ sinh, còn anh Phiên ở phía trước á, có cái cảm giác gì đó thôi thúc. Anh Phiên không có ở trong phòng nữa. Anh Phiên ảnh cứ đi ra ông mày tới cổng nhà nghỉ rồi. Thì lúc đó ở kế bên kia, anh lại tiếp tục nhìn thấy cô gái xinh xắn này, cô vẫn đứng đó còn xớ ra xớ rới á. Anh mới lại gần anh hỏi, ủa em ơi, bộ sớm giờ em chưa có đi lên trển được hả, không có ai cho em gian hả? Cô gái đó cũng mới gật đầu và cổ cũng lại nói chuyện với anh luôn. Cổ nói là cổ cần đi lên trên trung tâm để mà có chuyện gấp gì đó, mà cổ đợi hoài à, sớm giờ không có xe cổ chạy ngang. Cổ nói là cổ đi xong rồi, giờ là cổ cũng vừa mới về luôn đấy chứ. Sau đó hai người cũng nói chuyện tâm sự với nhau bình thường thôi, do cái cô gái này đẹp quá, nói chuyện lại hợp gu với mình. Gu của anh Phiên á, là cái nét cô gái hiền dịu như thế này, mà cô này có sao mà đúng gu anh quá trời đi. Đang trong lúc nói chuyện, cổ mới chỉ vào ở cái phía trong á. Hồi lúc sớm anh Phiên hoàn toàn không thấy một ngôi nhà nào trong trống cả, chỉ thấy có đồng ruộng cây cối mà thôi. Nhưng bây giờ cô chỉ vào cô nói, anh vô trong nhà em á, uống miếng nước không, vô nhà em chơi chút xíu đi. Cô chỉ vào ở cái phía trong đó, anh nhìn thấy là một cái ngôi nhà, đèn phía trước đang mở sáng trưng à. Đây là một cái ngôi nhà cũng nhỏ nhỏ thôi, ở phía trước còn có để vài chậu cây nữa. Anh mới sững người, anh nhìn chằm chằm vào ở trong ngôi nhà. Ngay lúc đó cô gái cổ mới lại, cổ nắm tay của anh và cổ nói là, anh ơi, vô trong nhà chơi với em uống nước chút xíu ha. Vừa nói mà cổ vừa cầm tay anh một cách dịu dàng, mà lúc đó dường như anh bị mê hoặc vậy đó. Trước mặt anh cô này cổ nói cái gì là anh nghe cái đó. Cổ đi trước, anh thì đi theo phía sau. Đi vào vài chục mét, ngồi ở trước cái chỗ nhà này, cổ cũng cứ rót nước cho anh, rồi lấy bánh mời anh. Hai người ngồi nói chuyện, anh nói là ngồi nói chuyện rất là lâu.
Sau đó là anh không còn biết gì nữa cả. Tới lúc anh cảm nhận phần cơ thể của mình được phủ bên ngoài hình như là có một cái lớp xương thì phải. Anh cảm nhận được rồi nhưng anh vẫn chưa có tỉnh dậy. Khi mà anh hoàn toàn thức tỉnh là tiếng chuông điện thoại nó reo ở trong cái túi quần của anh. Nó vừa kêu lên inh ỏi mà nó vừa rung nữa. Anh mới giật mình, anh móc cái điện thoại mà đầu óc của anh còn quay cuồng chứ lắm, chưa có tỉnh táo nữa. Anh nghe điện thoại, thì ở cái đầu dây bên kia là anh cười anh gọi. Anh nói là, alo Phin ơi, mày làm gì mày? Sớm giờ đi đâu mà sao tao gọi mấy chục cuộc được nghe? Anh cường anh hỏi, thì anh Phin ảnh mới bình tĩnh lại, nói là ủa giờ mình đang ở đâu vậy? Anh mới nhìn giáo giác, anh đang tựa lưng vào một cái gì đó hơi lạnh lạnh. Anh quay đầu lại, đó chính là một cái ngôi mộ trắng. Rồi ở trước mặt anh á là cây cỏ đang mọc lên tùm, cỏ phía ngoài á là đường xe cộ đang chạy ngoài ngoái kìa. Rồi nhìn qua bên hông đây là vách của nhà nghỉ nè. Anh đang rất là sợ. Ở trong điện thoại giọng của anh Cường vẫn còn văng vẳng, nhưng anh Phin không có còn nghe nữa. Anh mới đứng lên, anh hoang mang, anh nhìn giáo giác thì ở ngay trên phần bia mộ để cái tên Lan, mà tên Lan là tên của cô gái vừa mới lúc nãy. Anh nhìn xuống chút xíu nữa thì có cái phần ngày sinh và ngày mất, tức là cô này cũng chỉ hưởng dương độ 20 tuổi thôi. Hoàn toàn trùng khớp với ngoại hình của cô gái hồi nãy anh nhìn thấy. Và đặc biệt một điều, anh nhớ lúc nãy là anh đi vào có một cái ngôi nhà, còn giờ ngôi nhà đâu mất tiêu, hoàn toàn không thấy ngôi nhà nữa, chỉ có duy nhất một ngôi mộ ở đây thôi. Anh sảng hụn sảng vía, anh tuôn, anh cắm đầu anh chạy, anh băng qua mấy cái cây do xương nó ướt xuống rồi, anh băng anh lách anh chạy mà anh la quá trời. Chạy vô ở trong cửa nhà nghỉ, cái người lễ tân cũng nhìn anh. Người ta cũng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cả người của anh là dính cỏ, rồi dính bùn, dính đất, dính cát gì tùm lum, đầu tóc thì bù xù, mặt mày xanh lè xanh lét. Người lễ tân cũng chạy ra hỏi là, ủa anh ơi, anh bị sao vậy anh? Anh Cường ngay lúc đó ảnh thấy là anh Phin chạy vô nè, anh Cường cũng chạy ra hỏi, Phin, mày làm gì Phin, sớm giờ mày đâu vậy mày? Anh Phin rất là sợ mà thở không ra hơi luôn. Tới một lát sau bình tĩnh lại rồi, anh Phin mới kể là hồi nãy anh bị ma dắt, dắt qua nằm sát bên cái ngôi mộ bên kia kìa. Nghe kể tới đó, cái chị Lê Tân, cái mặt của bà xanh lè luôn, da gà của bà nhìn xuống thấy nó nổi dựng lên. Chị Lễ Tân á, mà nói là trời ơi, thấy ghê chứ vậy anh. Em làm ở đây á, cũng mấy năm rồi, em nghe kể lại là người ta thấy ma, mà từ nào giờ em không có thấy. Rồi bữa nay anh nói em sợ quá vậy. Tức là cái chị Lễ Tân này bà ở đây, bà cũng nghe vài câu chuyện về cái ngôi mộ ở bên kia. Cái ngôi mộ bên đó là của một cái cô gái chết rất là trẻ, mà không biết bà làm gì á, là bà tự tử bà chết, chứ không phải là bởi một yếu tố tự nhiên gì đó mà bà qua đời đâu. Nghe đồn lại chính vì chết oan ức nên nhiều người đã thấy vong hồn của bà. Mà bà chết á, cách đây cũng lâu rồi, chứ không phải là mới chết 1-2 năm gần đó đâu. Sợ quá, anh Phin mới nói với anh Cường, thôi dở hai đứa mình đi, đi thẳng vô trong trung tâm luôn, kiếm cái chỗ nào đó rồi mình nghỉ qua đêm, ngày mới thì đi về. Chứ ở đây cái cảm giác của anh Phin sợ quá. Cứ chớp mắt một cái là hình ảnh của cô gái kia lại xuất hiện ở trước mắt của anh Phin, tưởng tượng như cổ sẽ bắt anh đi theo cổ vậy đó. Nên anh Phin anh rất là sợ. Khi mà vô được ở trong trung tâm rồi là không có ngủ, đi ra ngoài cũng uống cà phê khuya luôn, mệt quá. Tới dắt mà 2 giờ mấy á, mấy anh mới vô ở trong nhà nghỉ ngơi, sáng ngày hôm sau thì đi về. Đó là một trải nghiệm khủng khiếp nhất ở trong cuộc đời của anh Phin, và đó cũng là lần gặp ma đầu tiên của anh luôn. Cũng rất là kinh dị ha. Và có thể là anh Phin á, ảnh cũng hợp vong hợp vía với cô gái đó nên ảnh mới nhìn thấy cổ. Chứ đi hai người, anh Phin với anh Cường, mà anh Cường hoàn toàn không thấy, không gặp cổ một lần nào cả. Đó là toàn bộ câu chuyện mà Như được anh Phin gửi lại cho Như. Một câu chuyện cũng rất là hay. Đây là câu chuyện thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện dài thứ hai ha. Câu chuyện này Như được anh Thượng gửi lại cho Như. Và sự việc này thì xảy ra ở trong dòng họ của anh, cách đây cũng 10 mấy 20 năm rồi.
Trong dòng họ anh có gia đình này là của bà Út. Bà Út á, là bà ở chung với cái người con trai của mình, người con dâu và một cái đứa cháu nữa. Người con trai này thứ ba, người ta hay kêu là chú ba, còn vợ của chú là mợ ba. Còn người con trai thì tên là bé Kiệt. Năm đó bé Kiệt lên 4 tuổi. Sự việc này bắt đầu xảy ra khi cái người cô hai của bé Kiệt, tức là người con gái của bà, sau khi thôi chồng rồi không có còn chỗ nào để về cả, nên về để ở chung với mẹ ruột của mình. Chính vì vậy gia đình ba thế hệ này lại bắt đầu có thêm một thành viên nữa là cái người cô hai. Hồi trước á, gia đình ở êm ấm vui vẻ, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng kể từ ngày cô hai về ở trong căn nhà này thì do cái nếp sống của cô hai á, bảo dơ. Cô hai bảo dơ ghê lắm, đụng đâu là bài đó. Không những có vậy, đồ ăn mà mợ ba chuẩn bị cho cả gia đình mà mợ hai này bà đói bụng là bà vô bà quất hết sạch sành sanh, không có chừa lại cho ai cả. Người ta nói cái câu là bà ăn không coi nồi ngồi không coi hướng gì trơn á, vô mâm đồ ăn cứ lựa đồ ăn ngon mà ăn hết, thậm chí về mẹ ruột của cô hai mà còn lắc đầu nữa. Khi mà cô hai bà về đây, chính vì cái nết xấu tính đó mà cô hai với mợ ba hai người thường xuyên cãi giả với nhau. Cô hai bà cũng lười làm, không có chịu đi ra ngoài kiếm tiền, ở nhà ăn bám, mà cái người chi tiền ra là vợ chồng của mợ ba. Chính vì vậy mà hai bên thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Đỉnh điểm tới cái ngày hôm đó buổi chiều là hai bà cãi lộn với nhau ổm tỏi hết, thiếu điều muốn nhào vô quánh luôn. Được người mẹ can ngăn ra thì thôi, hai người mới dừng lại. Nhưng lúc đó bà cô hai này với bản tính của một người xấu xa, bà đã kiêm hận. Cô hai nhìn qua đứa trẻ là bé Kiệt, cũng là cháu của mình luôn, cô hai đã nổi lên một ý đồ xấu. Vào mỗi tối á, bé Kiệt sẽ có thói quen là uống sữa. Mợ ba sẽ quậy một cái ly sữa rồi để đợi cho nó nguội á, cho thằng bé Kiệt nó uống, cứ ngày nào cũng vậy trơn á. Biết được thói quen này, cô hai đã chuẩn bị sẵn cái phần thuốc chuột. Cái thuốc chuột này là bình thường không có xài đâu, do sợ là nếu mà thuốc mấy con chuột mà con gà nó biết ăn nó chết, rồi con chó nó cắn con chuột cũng chết, hay là con mèo nó cắn con chuột luôn cũng ngấm. Chính vì vậy mà từ nào giờ ở trong nhà không có xài cái phần thuốc chuột này đâu. Nhưng ngày hôm đó cô hai bà đã mua. Trong lúc mợ ba đã pha sẵn sữa để lên trên bàn, thời gian để nó nguội thì mợ ba cũng chú tâm gì tới. Cô hai đã lén bỏ cái thuốc chuột vào ở trong sữa đang nóng hôi hổi kia và quậy lên. Cô hai làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi cuối cùng thì thằng bé Kiệt nó như thói quen hàng ngày, nó uống lấy cái phần sữa đó. Cái lúc uống á, là nó thấy cũng hơi kỳ kỳ rồi, mà mẹ nó cứ kêu uống đi nên nó uống hết. Sau khi uống rồi nó leo lên trên giường nó nằm. Một lát sau triệu chứng bị ngộ độc đã có rồi. Rất là nhanh, phần chất độc đó đã có tác dụng. Bé Kiệt mặt mày xanh xao, người của nó ôm bụng, và dường như mợ ba với chú ba phát hiện ra những thay đổi kỳ lạ của con mình, lại hỏi nó có sao không, mà nó quằn quại, nó nói chuyện không nổi, khuôn mặt càng ngày càng xanh. Mợ ba, chú ba đưa thằng bé Kiệt đi bệnh viện, thì cả người của bé Kiệt nó đau đớn quằn quại quá, cái xe cứ nhúc nhích qua lại không hà. Cho nên nó không có chở được nữa, mới thắng xe lại. Ngay lúc này bé Kiệt nó nhào ra ở ngoài đường, cả người của nó giãy lên đành đạch. Từ ở trong miệng nó muốn nôn ra, nhưng dường như bị kẹt lại rồi, nó không có nôn ra được. Khuôn mặt thì tím tái, nhìn rất là tội nghiệp. Nhanh chóng sau đó, thằng bé Kiệt nó đã nôn ra được cái chất dịch gì đó màu vàng vàng, nhưng cái số lượng nôn ra không có nhiều, mà dường như đó giống như là nó bị sùi bọt mép. Hai mắt thì trợn lên, nghe nó hước lên một tiếng đầy đau đớn. Rồi thằng bé Kiệt nó đã qua đời. Khi không thấy con của mình còn bất cứ một phản ứng nào của sự sống cả, nhưng chú ba với mợ ba
Hai người vẫn kiên quyết đưa bé Kiệt lên trên bệnh viện nhằm tìm được một cái hy vọng nào đó. Mà có điều đưa lên thì làm gì còn sự sống đâu. Gia đình ngậm ngùi đem bé Kiệt về để làm đám tang cho nó. Đứng trước cái xác của bé Kiệt, mợ ba cùng với tất cả những người ở trong gia đình có thể đoán được bé Kiệt là nó bị ngộ độc, mà nó ăn uống gì bị ngộ độc. Trong khi từ chiều tới giờ ở trong nhà ăn cái gì thì nó cũng ăn cái đó. Chỉ có duy nhất món sữa là ở trong gia đình không có uống giống nó thôi. Vợ chồng của cô chú mới báo công an tiến hành điều tra về cái chết của bé Kiệt, chứ nó chết quá là kỳ lạ rồi. Sau khi xuống đi một vòng thì những người công an phát hiện ra một lượng nhỏ thuốc chuột đang được giấu ở phía sau nhà. Thấy vậy mới hỏi là cả nhà bình thường bộ sử dụng cái thuốc này để diệt chuột hay gì. Cả nhà mới nói là không có đâu, không có dám xài mấy cái này, sợ là mấy con chó con mèo không biết, nó ăn trúng thì nó ngẫm mất công. Về phần của cô hai lúc đó, bà cứ giả vờ là bà thương cháu của mình, bà khóc thấy thiếu điều muốn xỉu lên xỉu xuống luôn á. Khi công an hỏi tới cô hai thì hỏi vài câu, bắt đầu cô hai bà nói chuyện dấp. Công an để ý hình như cô hai bà có vấn đề gì đó mới hỏi xoáy sâu hơn nữa. Và sau vài câu hỏi, người ta xác nhận được chính cô hai là hung thủ, rồi mới hỏi cô hai để cho bà có nhận tội hay không. Biết được mình hết đường thoát rồi, cô hai bà mới tuôn bà chạy, mà chạy đâu có được đâu. Ở đây những người tới đã bắt cô hai lại. Và lúc đó cô hai mới nhìn chằm chằm mợ ba, từng lời nói ra là chất chứa sự giận dữ. Bà nói tại mợ ba, tại cái miệng của mợ ba nên cô hai giận quá, cô hai mới giết bé Kiệt để trả thù. Khi nghe được tới đây rồi, mợ ba không có kiềm chế được bản thân của mình nữa, lập tức nhào vô nắm đầu của cô hai, vừa đánh vừa mắng chửi, kêu cô hai phải trả mạng lại cho con mình. Chú ba khi nghe chính chị ruột của mình nói là người chị ruột này đã ra tay giết chết con mình, chú ba cũng không có chịu được nữa, giận dữ quá, hai người mới nhào vô, lúc đó là cảnh hỗn loạn luôn. Rồi công an người ta mới can ra. Giờ đã biết được nguyên nhân chính là cái người cô hai này đã ra tay với bé Kiệt. Mà thằng bé Kiệt á, nó đâu có làm gì nên tội đâu, chỉ là do mâu thuẫn của cô hai với mợ ba, hai bà cự cãi qua lại. Không ai có thể ngờ được cô hai bả là một cái người tàn ác đến mức như vậy, có thể sẵn sàng ra tay giết cháu ruột của mình. Công an mới bắt cái bà cô hai này đi. Còn lại ở trong nhà, mợ ba, chú ba, hai người khóc muốn xỉu lên xỉu xuống luôn. Ở trong nhà chỉ có duy nhất một đứa con là thằng bé Kiệt thôi, mà bây giờ nó chết thê thảm. Nhìn ngoại hình của nó tội lắm, bởi vì nó chết bị trúng độc mà. Rồi sau đó cũng tiến hành làm đám tang cho bé Kiệt. Và trong ngày đám tang của em xảy ra rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ. Người đầu tiên mà gặp chính là bà nội ở trong nhà nè. Bà nội vừa mới mở cửa phòng bước vào, bà nội giật mình khi nhìn thấy bé Kiệt nó đang ngồi ở trên giường á. Mà lúc bà nội vừa mới vô, lập tức nó phóng nhào xuống, nó chạy lại cái kẹt. Cái kẹt này là khoảng trống giữa cái tủ với cái giường, một cái kẹt diện tích cũng nhỏ nhỏ thôi. Bà nội lúc đó mới tưởng là mình nhìn nhầm, bước vào ở trong phòng. Nhìn vào ở trong cái chỗ không gian đó, bà nội thấy thằng bé Kiệt nó ngồi cuộn lại, hai tay thì ôm lấy đầu gối. Bà nội nhìn thấy hai tay của bé Kiệt đang ôm lấy đầu gối và nó đang khóc. Bà nội hết hồn, trố mắt nhìn kỹ thì không có còn thấy vong hồn của bé Kiệt nữa, mà cái hũ đựng đồ ở ngay trên cái kệ kế bên lập tức nó rớt xuống, kêu lên một cái cổn, rồi đồ đạc văng ra tứ tung ở trên sàn nhà. Bà nội vẫn còn hoang mang, thững thờ đi ra. Thấy vậy những người trong gia đình mới hỏi là bà nội bị sao vậy, có phải là thương nhớ cháu mình quá hay không. Bà nội mới kể là vừa mới lúc nãy thấy vong hồn của bé Kiệt nó hiện ra rõ mồn một như vậy. Sau bà nội thấy là tới mợ ba là mẹ ruột của thằng bé Kiệt nè. Trong lúc mà mợ khóc á, cứ xỉu lên xỉu xuống hoài do quá đau lòng với người con của mình.
Khi mà mợ thức dậy sau một lần ngất xỉu, mợ mới la hét lên, mợ kêu á, con đừng đi, con đừng đi, con ở lại với mẹ đi. Mợ ba la toáng lên và nói vừa mới lúc nãy thấy thằng bé Kiệt nó về mà nó đứng ở phía ngoài chứ không có vô nhà được. Mợ ba mới chạy nhào tới ôm nó. Và khi mợ ba càng tiến gần lại bé Kiệt hơn, cái nó mới lùi xa, lùi xa, lùi xa. Hai người khoảng cách càng ngày càng xa nhau. Rồi tới một lúc đó, mợ ba đã không có còn nhìn thấy thằng bé Kiệt nữa. Nhưng trong cái khoảng không hư vô, mợ ba nghe thấy tiếng khóc của con trai mình văng vẳng bên tai luôn. Mợ ba lúc đó rất là tội nghiệp, thấy là mợ dường như muốn phát điên lên rồi. Không những là mợ ba gặp, chú ba cũng gặp nữa. Chú ba cứ luôn miệng nói là con trai mình chưa chết. Chú ba nhìn thấy con mình nó đang bị nhốt ở trong quan tài á, và nó đang khóc kêu gào đòi ra. Khi chú ba ổng thấy vậy, không biết là ổng nhắm mắt ổng thấy hay là tưởng tượng như thế nào đó, chú ba cứ nhào lại bên cạnh quan tài của thằng bé Kiệt và kêu là phải mở nắp ra. Bây giờ nó còn sống, nó đang ở trong trỏng kìa, nó đang đòi ra, nó đang kêu khóc thảm thiết đó. Dù chú ba nói như vậy nhưng những người ở bên ngoài người ta cũng biết được đây là do sự đau thương của chú ba thôi. Chứ làm gì mà thằng bé Kiệt nó còn sống, ở trỏng nó đập cửa nó đòi ra được. Đâu có ai nghe gì đâu, chỉ có mỗi chú ba là chú ba nghe thôi. Cả hai vợ chồng, chú ba và mợ ba, hai người cứ lúc tỉnh lúc mê như vậy và luôn gào thét là muốn gặp con của mình cho bằng được. Cả hai người nghĩ thằng bé Kiệt vẫn còn sống, không có chấp nhận cái sự thật đó. Rồi trong cái lúc mà ngồi canh quan tài, có chú này là người chú ở trong dòng họ, chú tên là chú Trung. Chú Trung tới phụ sự đám tang cũng rất là nhiệt tình. Khi nãy chú ngồi, trong lúc mà chú mệt quá, chú ngã người ra phía sau, nhắm híp híp mắt lại một chút xíu, cái lờ đờ mở mắt ra, chú thấy, chú nhìn thấy thằng bé Kiệt nó vừa mới bò từ ở trong cái quan tài nó bò ra. Chú mới giật mình, chú nhìn kỹ lại là không có thấy nữa. Chú nghĩ là mình nhìn nhầm thôi, chú cũng ngồi đó mà do trong cái ngày đám tang cứ ngồi hoài một chỗ cũng mệt, nên khi mà chú đi vệ sinh xong, chú quẹo vô, chính mắt chú nhìn thấy thằng bé Kiệt nó ngồi ở trên cái nắp quan tài á, mà nó vừa chạy nhào xuống, nó di chuyển rất là nhanh. Chú thấy cái dáng lưng của nó, chú mới hốt hoảng chú la lên. Mọi người nhìn theo, chú cũng chạy nhanh theo dáng lưng của thằng bé Kiệt luôn, mà chạy tới ngay trước phòng của nó thì không có còn thấy nữa. Chú Kiệt cứ ngỡ ngỡ rồi kể lại cho mọi người nghe, tại vì người ta hỏi là ông la cái gì mà ông la dữ vậy. Người ta hỏi chú Trung là chú làm gì mà la dữ vậy. Chú Trung mới kể lại vừa mới nhìn thấy vong hồn của thằng bé Kiệt. Mà kể lại vậy đó, có người thì tin, có người thì nói chú ngồi chỗ nên chú bị qua mắt mà thôi. Chắc chắn đây không phải là qua mắt, mà thực sự vong hồn của thằng bé Kiệt nó đã xuất hiện ở trong nhà. Hồi sớm tới giờ là bà nội gặp chú ba, mợ ba, rồi tới chú Trung. Tiếp theo sau đó lại có người gặp nữa. Giác đó là 7 giờ mấy rồi, ông Tám cũng sang ở bên này để phụ sự đám tang. Cái ông mới đi ra ở một góc, ông đi tiểu. Ông Tám nghe cười khắc khắc sùm hết trơn à. Mà ông Tám thì ông có rượu trong mình, ông đứng ngay chỗ này ông tiểu làm gì có ai đâu, ông nghĩ mình nghe nhầm thôi, cứ đứng đó tiểu. Vô tình lúc này ông Tám ông thấy là lá cây gì nó rớt đầy trên đầu mình trơn à. Do ông Tám thì ông đang đứng ở dưới một cái gốc cây, ông ngoái đầu nhìn lên, ông Tám thấy rõ ràng thằng bé Kiệt nó đang ngồi ở trên cái nhánh cây này nè, mà nó ngồi chồm hổm nha. Một tay của nó thì vịn lấy cái cây, hai con mắt của nó thâm xì à, ở trên nó ngước mặt xuống nhìn ông Tám. Ông Tám sợ quá, ông té ngã về phía sau, quần thì chưa có kịp kéo lên nữa, ông mới bò lăn lê bò lết, ông bò gần vô tới phía trong này. Mặt mày của ông hoảng loạn dữ lắm, người ta mới hỏi là ông bị gì vậy, mà ông sợ, cái miệng của ông đớ lại luôn rồi, chưa có kể được. Mất một lúc lâu sau, ông Tám ông mới nói là nhìn thấy vong hồn của thằng bé Kiệt. Lúc mà ông đi tiểu là ông thấy nó trên cây đó. Người ta đi ra không còn thấy gì cả, chỉ ngoài cái bể nước mà ông Tám để lại mà thôi. Kể lại cho mọi người nghe xong, ông Tám sợ quá, rồi ông cũng đi về nhà của ông luôn. Xong cái vụ của ông Tám, tới cái vụ của mợ Tư. Mợ Tư đang đi bên hông nhà, nhà của mợ Tư cũng gần gần đây, mợ đi qua để mà phụ sự đám tang cho bé Kiệt.
Mợ đang đi cặp mé hồng, cái mợ thấy có một cái bóng chạy một cái sọt, nhanh thì là nhanh vậy đó, chạy rồi biến mất ở sau mấy cái lu đựng nước. Mợ tưởng mình nhìn nhầm không à. Lúc đó mợ nhíu mắt mợ nhìn trố kỹ, mợ thấy có một cái đầu lúc lúc lên, không biết là con cháu nhà ai đó. Mợ mới hỏi, ủa đứa nào vậy bay? Vừa hỏi mợ tư vừa đi gần về hướng đó. Tới khi mà đi sát tới cái chỗ cái lu rồi, mợ nhìn nó là thấy cái bóng dáng nó ngồi đó, nó ngồi thù lù luôn mà cái lưng nó quay lại, chưa có thấy mặt mũi, nên mợ chưa có biết đó là vong hồn của thằng bé Kiệt đâu. Mợ hỏi, con của ai vậy con? Mợ tư đứng ở trên này nhìn xuống và kêu nó. Tới bây giờ thằng bé Kiệt nó mới ngoái đầu nó lên, nó nhìn mợ tư, nó xoay cái đầu mà cái mặt của nó xanh le xanh lét hả. Ở trên khuôn mặt còn nổi lên những cái cọng gân xanh và gân tím nữa. Mợ hoảng hồn quá, mợ ngã ra xỉu luôn. Cho tới khi người ta phát hiện ra là thấy mợ nằm sải lai gần cái lu nước nè, người ta mới lại kêu lai mợ. Mợ mới kể lại cái sự việc vậy đó. Mà mợ kể quán sợ quá, nói chữ này nó díu qua chữ kia. Mợ tư tới phụ thôi mà mợ đã gặp ma như vậy, nên sợ quá mợ cũng dọt về nhà luôn. Rồi rất là nhanh, tới ngày đưa thằng bé Kiệt ra ở ngoài quyệt để chôn cất. Những người đạo tỳ đã khiêng cái quan tài của thằng bé Kiệt lên rồi, họ đi. Đi được nửa đường ha, các cái người đạo tỳ ở phía sau, cái phần vạt áo của ổng nó bị vạch lên luôn. Mà cái kiểu vạch rất là kỳ, giống như ai đó nắm cái vạt áo của cái người bên đội đạo tỳ này và dở lên. Ổng lấy tay của ổng phủi xuống. Thì hồi đó người ta mới để ý là sao cái chú này ông kỳ quá vậy. Rồi ông cũng ráng ông khiêng cái quan tài ra tới ngoài quyệt rồi. Sau khi đã chôn cất xong xuôi hết, chú này ông mới kể lại là hồi nãy á, vong hồn của thằng bé Kiệt nó đi theo rồi nó dở cái vạt áo ông lên. Mới đầu là thằng bé Kiệt á, nó đã khiều chú rồi, nhưng mà chú không có để tâm, chú cứ đi. Ai dè cái lúc mà nhìn xuống, chú thấy nó giật cái vạt áo của chú mà nó ghì lại. Chú thấy rõ ràng ngoại hình của nó rồi, nhưng cái lúc này là lúc phải chôn cất cho nó, nên chú ráng. Chú kìm lại sự sợ hãi của mình và đi đưa nó ra ngoài ngoại để chôn cất cho nó. Sau khi chôn cất rồi, cũng trong cái ngày hôm đó luôn, tới cái giấc tối, khách khứa người ta cũng về bớt rồi, chỉ còn lại những người ở trong gia đình, những người thân thiết thôi. Mợ ba nhìn thấy bóng dáng của thằng bé Kiệt nó đứng ở trước nhà. Mới đầu mợ ba còn tưởng mình nhìn nhầm, và sau mấy ngày mợ ba cũng đã chấp nhận sự thật rồi. Mợ mới đi lướt qua luôn. Nhưng khi mợ nhìn lại vẫn còn thấy vong hồn của bé Kiệt nó đứng bên ngoài rõ mồn một. Lập tức mợ ba òa khóc lên và chạy nhào ra muốn ôm lấy người con trai của mình. Mà khi chạy ra rồi á, thì thằng bé Kiệt nó đã biến mất. Mợ ba ở trước mợ khóc mợ kêu la quá trời luôn. Những người trong nhà chạy ra hỏi là mợ ba bị sao vậy. Mợ ba mới kể lại là mợ đã chấp nhận cái sự thật này rồi, mà hồi nãy chính mắt của mợ đã nhìn thấy vong hồn của bé Kiệt nó đứng ở trước nhà nó nhìn, rồi mợ chạy ra nó mới biến mất như vậy. Trong vòng cả đêm hôm đó, những người thân còn ngủ lại ở trong gia đình nghe thấy cái tiếng cười, rồi cái tiếng chạy, có khi là thấy cái bóng của thằng bé Kiệt nó chạy sợ qua mà nhanh dữ lắm, thoáng chút xíu là người ta không có thấy nữa. Tới cái ngày mở cửa mã, buổi sáng là cũng mở cửa mã xong xuôi hết rồi. Tới cái giấc xế, mợ ba không biết sao mà mệt trong mình quá, nên mợ ba mới nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày hôm trước khóc lả người nên nay mệt chưa lắm, mợ ba nằm. Trong cái lúc thiêm thiếp như vậy, mợ ba thấy bé Kiệt đi gần lại ở bên cạnh. Thằng bé nó còn nắm tay mợ ba nữa và nó hỏi, ủa mẹ ơi, bộ con chết rồi hả mẹ? Bộ vợ con là ma hả? Rồi trong cái lúc mê man đó, mợ ba nhớ cái vía của mình nói chuyện với con trai, mới hỏi là ai nói với con vậy? Ai nói con là ma? Thằng bé Kiệt nó mới nói, dạ có mấy cái người nào á, con thấy là họ cũng giống con hay sao á, họ nói á con là ma rồi phải không mẹ? Nghe thấy câu hỏi vô tư như vậy, mợ ba chỉ có biết khóc thôi. Khi mà mợ giật mình thức dậy,
hai bên chỗ khóe mắt của mợ là nước mắt lăn dài luôn. Mợ ngồi thẫn thờ rồi đem cái chuyện này kể lại cho chồng mình nghe. Trong vòng tuần lễ đầu tiên, cứ trời sập tối là sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của vong hồn bé Kiệt. Nhưng tới đúng cái thất thứ nhất thì bà nội đã nhìn thấy rõ ngoại hình của nó rồi. Sự thay đổi rõ đến bất ngờ luôn. Trước khi mà thằng bé Kiệt nó mất á, là người của nó cũng bụ bẫm, có da có thịt. Nhưng sao mới có một tuần mất thôi, nhìn bé Kiệt ngày hôm nay nó tội quá vậy. Cả người của nó ốm ròm ốm rỉnh, xương nó lòi ra, mặt mày da dẻ xanh xao dữ lắm, đầu tóc thì bù xù. Không những vậy, trên cơ thể của nó còn có những vết bầm tím. Bà nội thấy thằng bé Kiệt á, nó đứng ở trước nhà, bà nội mới chạy nhào ra, bà hỏi là: Kiệt ơi, con bị sao vậy Kiệt, con bị sao vậy, ai đánh con? Bé Kiệt nó mới khóc, mà bữa nay thấy nó tội lắm, nó nói là: bà nội, ta đánh con bà nội, con đói bụng quá bà nội ơi. Chưa nói nó còn giật giật lấy vạt áo của bà nội. Nhưng chỉ nằm mơ tới đây thôi, bà nội đã ngồi bật dậy. Đêm hôm đó bà nội cũng thao thức, bà đi ra ở phía sau nhà là thấy vong hồn của bé Kiệt á, nó đứng ở cách bà nội cũng mấy chục mét đó. Bà nội đi ra ở phía sau nhà thì thấy vong hồn của bé Kiệt nó đứng im ru ngay đó, đứng ở ngay chỗ dưới cái gốc cây á, và nhìn chằm chằm vào bà nội. Bà nội hoảng hồn quá, kêu lớn tên của nó thì lập tức là vong hồn của bé Kiệt nó đã biến mất. Bà nội mới vô nói lại với chú ba, với mợ ba nè: sao mình cúng kiến cho nó mà thấy nó hiện về nó ốm dữ vậy? Vậy chú ba cũng nói nữa, chú ba nằm mơ thấy cái dáng của nó ốm dữ lắm, bộ quần áo thì rách rưới dơ bẩn, không biết là nó bị cái gì. Cả nhà cũng có thử là đi lên gặp một cái người thầy để xem xét như thế nào, tại vì ở trong nhà thương mà cúng rất là nhiều luôn. Sau khi lên trên trển, ông thầy cũng coi, ông bấm ra, ông nói là do trong nhà cúng mà sơ suất một điều. Trong lúc cúng cứ lo là đốt không à, không có ghi là địa chỉ, tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất gì trơn á. Chính vì vậy dù ở trong gia đình cúng rất là nhiều mà cái phần đó bị những cái dông dí ở đâu á, họ nhào vô họ ăn. Thằng bé Kiệt nó vừa mới chết nè, cái phần lực của nó cũng rất là yếu, nó nhào không có lợi, nó cứ nhào vô rồi nó bị mấy cái dông chết lâu rồi quánh đó. Chính vì vậy nhìn nó mới thân tàn ma dại. Giờ hỏi thầy là làm cách nào thì thầy nói giờ về cúng thì trên cái món gì cũng phải ghi tên, ghi tuổi của nó thì nó mới nhận được. Thầy còn dặn mỗi lần đốt cái món gì thì khấn tên của nó, nói cái này là gửi cho nó vậy đó thì nó mới có thể nhận được. Sau khi nghe thầy chỉ ra cái lỗi sai của mình rồi, cả nhà cũng về và làm theo. Cái khoảng độ 2 tuần sau đó, chú ba mới nhìn thấy là có lúc đó chú ba ngủ không được, dường như là cái gì đó thôi thúc chú ba ngồi dậy đi ra ở phía ngoài. Chú ba thấy ngồi trên cái xe đạp nhỏ của thằng bé Kiệt, lúc mà nó còn sống nó hay chơi cái xe đạp này lắm. Bây giờ vong hồn của nó đang ngồi trên chiếc xe đạp này, rồi nó chạy. Cái dạng xe đạp mà có hai cái bánh chìa ra hai bên nữa để mà giữ cố định lại, không cho cái xe nó ngã. Rồi thằng bé Kiệt nó đang ngồi trên đây, nó vừa đạp mà nó vừa cười. Nó cười vui vẻ lắm, nhìn trên khuôn mặt vô tư. Chú ba không khỏi rớt nước mắt. Thấy á, đây dường như là con mình, nhưng cũng không còn là con mình nữa, bởi vì nó đã thuộc về một thế giới khác rồi. Chú ba thấy là nó mặc được cái bộ đồ mà hôm bà nội mới đốt cho nó nè, thấy người cũng ú ú tròn tròn ra một chút xíu. Chiếc xe nó đang di chuyển một cách chậm rãi theo cái nhịp đạp của thằng bé Kiệt. Chú đang đứng đó, không có lên tiếng nào cả, bởi vì thằng bé Kiệt nó thấy chú cũng đứng đó rồi, nó cứ quay qua nó cười cười với chú vậy đó rồi nó chơi. Âm thanh cười của nó vang vọng cả ở ngoài phòng khách. Ngay lúc đó mợ ba đi ra, mợ hỏi: Ủa anh ơi, sao anh ngủ đi mà giờ anh còn đứng đây vậy? Mợ hỏi nhưng chú ba không trả lời. Mợ mới đi gần lại, nhìn lên trên mặt chồng. Mợ giật mình khi thấy nước mắt đang lăn dài. Mắt của chú là ướt nhẹp nước mắt hết trơn à, không biết là vụ gì. Mợ mới hỏi: Ủa anh ơi, anh bị gì anh? Sao làm gì đứng đây khóc vậy?
Chú ba gạt nước mắt của mình và kể lại cho vợ nghe. Hồi nãy chính chú đã thấy vong hồn của bé Kiệt lại xuất hiện. Và lúc đó cô nhìn qua, cô thấy cái chiếc xe đạp nhỏ đó, nó vẫn còn di chuyển nhẹ nhẹ. Và cái đồ bằng đạp á, là nó vẫn còn xoay luôn. Hai vợ chồng ôm nhau đứng đó khóc. Và vong hồn của bé Kiệt bây giờ nó không có còn ở đó nữa. Thỉnh thoảng trong nhà vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của bé Kiệt, nhưng không còn thấy nó nhiều như cái ngày nó vừa mới chết. Tới đúng cái ngày 49 á, cái ngày cúng hôm đó, thì mợ nằm mơ, mợ thấy bé Kiệt nó về và trên người vẫn mặc cái bộ đồ mới vào lúc sáng cô đốt cho nó. Mợ nhìn thấy bé Kiệt nó về, nó bận cái bộ đồ mới mà lúc sáng mợ đốt cho nó đó. Nó về, nó nhìn hai vợ chồng, nó cười phá lên, rồi nó lại, nó nắm tay bà, nó nắm tay mẹ. Và ở phía sau của nó có một cái luồng ánh sáng gì đó, nó quay lưng lại nó đi. Trong lúc mà nó đi, nó còn ngoái đầu lại, nó nhìn hai vợ chồng một lần nữa. Từ sau cái ngày hôm đó rồi, cả hai vợ chồng cũng như là bà nội không có thấy vong hồn của bé Kiệt hiện ra thêm một lần nào nữa cả. Dù có lúc là vợ chồng cũng muốn là thấy vong hồn của nó, mà khi nói lại nó là thôi mất công, nếu mà còn thấy nó tức là nó chưa có đi được, còn mà nếu không thấy thì chắc chắn nó đã đi sau cái ngày 49 đó rồi. Tới bây giờ sự việc xảy ra cũng lâu, còn về phần của cái bà cô hai đó, không biết khi mà bà đi cải tạo ở trong tù bà bị cái gì rồi bà chết rồi. Đó là toàn bộ câu chuyện mà Như được anh Thượng gửi lại cho Như. Một câu chuyện cũng rất là hay, mà ở trong câu chuyện này cũng tội nghiệp cho thằng bé Kiệt quá. Nó mới có lên 4 tuổi thôi, nó chưa có biết sự đời gì cả. Và thằng bé Kiệt nó cũng không có gây thù chuốc oán gì với cái bà cô hai kia, mà bả lại ra tay với nó. Hồi trước Như nhớ là cũng có kể một hai câu chuyện về những vụ mà người cô giết chết chính cháu của mình. Không biết sao những cái người này họ lại có thể tàn nhẫn mà ra tay với một đứa trẻ như vậy không quý vị? Kể từ sau sự việc đó, hai vợ chồng của chú ba với mợ ba, hai người cũng không có sinh thêm em bé nữa, mà cứ ở vậy đó để mà chăm sóc cho bà nội trong nhà mà thôi. Câu chuyện của anh Tường gửi lại cho Như tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện ngày hôm nay. Như cảm ơn quý chị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như. Mấy bữa nay Như đi như bị mắc mưa nên cái giọng nghe nó không có được mở lắm, quý chị thông cảm giùm Như nghe. Và quý chị mình có những câu chuyện mà mình được biết, được nghe, được kể lại, quý chị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi lại thì lần lượt Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước. Một lần nữa xin cảm ơn quý chị rất là nhiều và chúc quý chị có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thư giãn. Sau đó mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon. Và Như có cái ý định vậy quý vị, do hôm rải Như kể mà giờ chuyện còn nhiều quá. Như có một cái dự định là Như sẽ kể thêm một tập nữa vào buổi trưa. Ví dụ buổi tối là Như vẫn kể đều đặn như thế này, đúng giờ thì Như sẽ ra vào mỗi tối. Bữa nào Như khỏe khỏe thì Như sẽ kể rồi đăng thêm một tập nữa vào buổi trưa. Còn mà bữa nào nhiều việc quá thì Như sẽ vẫn kể vào mỗi tối như thế này. Quý vị thấy vậy có được không ha? Và quý vị nghe chuyện tới đây rồi, quý vị nhớ để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thôi, hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt, bye bye quý vị nghe. Bye bye.